Xin chào mọi người, mình là Hoàng Uyên. Sau những ngày tháng nhắn tin cho 1922 thì cuối cùng 1922 cũng đã trả lời tin nhắn của mình rồi. Và ngày hôm nay là ngày đó mình có hẹn đi chích vaccine Pfizer mũi đầu tiên. Mình đặt lịch hẹn lúc 6 giờ chiều tại vì buổi sáng mình vẫn phải đi học ở trường, nhưng mà đang học online cho nên là chúng ta vẫn phải trải qua một ngày học online tới 5 giờ rồi 6 giờ mình đi chích vaccine. Go, nhanh lên, cô bắt đầu điểm nhanh rồi. Vật được đạo mới bổ sung vitamin C nha mọi người. Mình có tìm hiểu là trước khi tiêm vaccine á thì chúng ta sẽ không được ăn trứng, cho nên là mọi người ăn tránh các món có trứng ra nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục hấp dẫn nhất trong ngày, trong mọi buổi học. Đó là tiết mục điểm danh. Tinh tinh. Ồ, xin tiền hậu là họ. Trang Nhà Yuan. Yao Văn Khang. Ran Wu Huang Yuan. Zai. Zai. Lão sư, 我又来. Lý Zi Jing. Chí sử vô. Lão sư, Ran Wu Huang Yuan, 有到. Mai Huệ Thình. 有. Wan Huệ Thình. Zhang Chen. Cao Yu Jie, Chen Yi Xin, Lin Bing Wen, Các bạn thấy không? Trong lớp tôi á, mọi người đều tất cả luôn đều tên 3 chữ hoặc là 2 chữ. Có một mình tôi là Việt Nam tên 4 chữ thôi mọi người ạ. Thiệt là lạc lõng quá đi. Bây giờ tụi mình có một tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi và ăn trưa. Hôm nay thì mình không có muốn ăn cơm nên mình chọn ăn bánh sandwich. Gần đây mình rất thích cái bánh sandwich này luôn. Bên trong nó có khoai lang nè và phô mai. Một cái như thế này chỉ có 39 đồng thôi mà chỉ có 234 calorie, cho nên là một ngày ăn 2 cái hay 3 cái cũng vẫn ổn, không sợ bị mập. Mua ở 7 nha mọi người, nên thử nha, rất ngon luôn, cực kỳ ngon. Bây giờ đã là 3 giờ 26 phút rồi. Quá mệt mỏi. Mình có tìm hiểu á, mình có hỏi qua vài người bạn của mình á mà đã chích rồi á, các bạn đều nói là khi mà chích xong á thì tay sẽ rất là nhức, mà mình không thể nhấc tay lên được luôn á. Cho nên là các bạn kêu mình là nên gọi đầu trước. Nhưng bây giờ mình nghĩ là mình sẽ dành vài phút đi gọi đầu. Tại mình sợ là mình chích về tay mình nó không nhấc được thì đầu mình nó sẽ rất là bẩn. Thật sự mình thích học ở trên trường hơn là học online. Nhưng mà trong những cái trường hợp nhạy cảm như thế này á thì online là học tuyệt vời nhất. Tại vì sao? Cô giảng bài cô cứ giảng đi. Cô cho em xin vài phút em đi gọi đầu. Xin lỗi cô. Bây giờ mình đang học môn nguyên lý truyền thông, nhưng mà cái ví dụ hôm nay cô đưa ra đó là ví dụ phim Harry Potter. Perfect. Chia xu rồi mọi người. Kết thúc rồi mọi người, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Để chuẩn bị
thay đồ, chuẩn bị các kiểu để chuẩn bị ra đường. Tại vì đang dịch đó cho nên là cũng không cần phải che khuyết điểm, make up gì cả. Mình chỉ lại kẻ xương xương chân mày ra đường thôi. Tôi nói nghe cứ như kiểu là tôi biết kẻ chân mày lắm vậy. No, đừng tin tôi, đừng tin tôi không ạ. Tôi không biết đâu, nghiệp dư thôi. Hôm qua mình đã đi mua và chuẩn bị một số thuốc đo nhiệt kế, là có bị sốt nè, vitamin C, hạ sốt, Panadol và thuốc đau bụng. Đi ra đường mùa dịch thì không thể nào thiếu được khẩu trang, xịt khuẩn và thẻ bảo hiểm y tế để mang chích ngừa. Go go! OK 的，你帮我轻一点的吗？很轻，很轻。谢谢，不好意思。我看你都，你哪里人？我是越南的。越南。嗯。好。啊，你是来干嘛？来读书还是来打工？是读书的。读书的。是。读书？那你是读哪个学校？我是明传大专。啊，明传，你怎么没有跟大家住什么集贤路？明传很多住集贤路哎。是吗？我不知道。哦，你没有住宿舍？没有。OK， 好。哦。好，深呼吸。好。吐气。再深呼吸。吐气。我现在在干嘛？你知道吗？我知道。消毒，用酒精在消毒哈。好。没事。来，我们深呼吸。好，吐气。嗯。再深呼吸。吐气。嗯。好了。这样有这么恐怖吗？嗯，还好，好，哎，还好，都是多想，自己多想的哈。谢谢。好，不可以回去不，哎，不可以揉。好的。啊，也不可以热敷。好。好，如果很痛，可以吃普拿疼。好。外面坐着休息15分钟。好。确定起来头不会晕晕的，不会想吐，才可以回家。好的，谢谢。好。Thousand years later. Hello mọi người, mình đã quay lại rồi đây. Vậy là đã được mười mấy tiếng kể từ lúc mình tiêm vaccine cho tới bây giờ. Mình đã biết là chắc chắn sẽ có tác dụng phụ, nhưng mà mình không nghĩ là nó đến với mình nhanh đến như vậy. Thì ngày hôm qua lúc mà mình chích xong á, thì mình đứng dậy là chân mình nó rũng hết rồi, mình không thể đứng được nữa rồi. Cái chị y tá mới tìm chỗ, mới dìu mình ra một chỗ để ngồi. Đó, thì dặn mình là sau khi 15 phút ngồi không có chuyện gì á, thì mới được đi về.
thì mình vừa ngồi xuống cầm được điện thoại thì mình đã nôn hết ra. Ngày hôm qua mình ăn được cái gì, hai cái bánh sandwich cái gì là mình nôn hết ra mọi người ạ. Mình nôn hết luôn, chóng mặt dã man luôn, chóng mặt như kiểu là ai mà kiểu như là lắc cái đầu mình vậy đó, chóng mặt lắm luôn. Đấy. Cái chị y tá có phải xác nhận với mình là cái địa chỉ nhà của mình là đúng hay chưa? Đấy, để mà sợ có chuyện gì thì đưa mình về, xác nhận hai lần với mình như vậy. Thì người ta ngồi 15 phút nhưng riêng mình thì mình ngồi 30 phút rồi mình mới đi về được. Về tới nhà một cái là mình uống được một cốc nước lớn, một ly vitamin C, một viên Effedagan 500 là mình nằm vật xuống giường, mình ngủ luôn cho tới sáng nay 10 giờ rưỡi mình mới ngồi dậy được. Là ngày hôm qua là tin nhắn cái kiểu bạn bè nhắn là không có coi được luôn á, rất là mệt, nhức đầu dã man luôn. Đấy. Nhưng mà sáng nay mình tỉnh dậy thì ok rồi, mọi thứ ok rồi, mình không còn buồn nôn nữa. Và mình thấy tay mình nhức thì chắc chắn là sẽ nhức rồi. Đó, ngoài ra thì đầu mình cũng hết nhức rồi. À, sáng nay mình thấy kẹo mình có uống thêm một viên Panadol. Đó, là hết luôn rồi. Đó. Khi mình chích xong á thì chị y tá có đưa cho mình cái thẻ thẻ này là mình đã chích rồi á, bên trong á là ghi có tên nè, thẻ cư trú, ngày tháng năm sinh và cái loại vaccine mình chích, nơi mình chích. Cái thẻ này á chỉ được cấp đúng một lần duy nhất thôi, cho nên là phải giữ kỹ để mình còn đi chích mũi thứ hai. Và đây là cái loại một tờ giấy tác dụng phụ, những cái gì có thể xảy ra và những gì cần tránh. Người ta cũng phát cho mình cái nữa là mình biết là Đài Loan đã và đang kiểm soát dịch rất là tốt rồi, nhưng mà cẩn thận vẫn hơn nha mọi người. Những anh chị, những bạn bè đang học tập, làm việc và sinh sống ở Đài Loan, nếu mà chưa tiêm vaccine á thì hãy chú ý cái ngày người ta mở đăng ký mà đăng ký tiêm nha. Và cuối cùng là cảm ơn mọi người đã nhấp vào xem chiếc vlog này của mình giữa hàng ngàn vlog ngoài kia. Vì là cái vlog đầu tiên á cho nên là không tránh được sẽ có nhiều thiếu sót, thông cảm bỏ qua cho mình nha, mình sẽ cố gắng nhiều hơn. Cảm ơn mọi người. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại ở những vlog sau.